Vô đi. Chỗ của tao. Miễn. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Qua đây. Ê, đem nó qua đây. Đi đi. Dạ. Bộ mày điếc hay sao vậy? Muốn lấy tự qua lấy. Mày chờ tới tối đi con. Trắng trẻo như mày tao mê lắm. Để tao kiếm dầu ăn. Chơi tiếp tụi mày. Chơi. Ê. Một chọi một không? Nếu như mày thắng tao, tao sẽ hiến thân cho từng đứa tụi bay. Nếu mày đã nói như vậy thì chơi mày. Chết này. Đóng cửa lại. Thank you.
uống nước đi anh. Ừ, hôm bữa chỉ hiểu lầm thôi à. Em xin lỗi nha. Đừng vậy nữa là được. Em biết rồi. Đứng yên đó. Đại ca, nghe nói thằng này cũng dữ lắm á. Có chuyện gì đây? Tôi muốn gia nhập nhóm của anh. Đủ lông đủ cánh như mày, đâu cần người như tao làm người bảo kê nữa. Dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể so được với quyền lực của anh Sửa đây. Mày biết tao là ai luôn sao? Anh Sửa, con trai của chú Côn Băng Quả Diệm. Làm gì có ai mà không biết danh tiếng của anh. Sau này trăm sự đều nhờ anh. Ăn. Nhanh đi, nhiều nhanh vô đi, nhanh đi. Cho gì ít xịt vậy mày? Để chó ăn hay gì? Tới tôi. Nè, nhanh ra, nhanh ra. Giờ mở anh Sửa, giờ mở anh Sửa. Nè. Dạ, anh Sửa. Biến nghe. Đi thôi, đi, 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 đi. Nhanh đi tụi bay. Em trai ngồi lộn chỗ rồi hả? Cái chỗ này có chủ rồi thằng nhóc à. Nhưng đây là đất nhà nước mà. Nhà tù cũng là đất của nhà nước. Ai muốn ngồi chỗ nào cũng được mà. Nói chuyện pháp luật ở đây hả? Nè, mày không muốn giữ cái đầu này lại nữa hả? Mày ngon hả? Theo tao. Làm gì đó? Đâu có làm gì đâu. Không có gì hết. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Oh.
Làm gì vậy? Không đáng đâu. Nghe tao đi. Tao nhịn hết nổi rồi. Tụi nó lấy quyền gì đánh hội đồng tao chứ? Mày biết chúng là ai không? Nó là anh Sữa, con chú côn của băng quả diệm, mày có biết hay không? Con ai kỳ tí nữa chứ? Tao không quan tâm. Tao hạ quyết tâm rồi. Tao xuống sát nó luôn á. Nè, biến hết đi, anh Sửa chuẩn bị tắm. Biến nhanh. Tụi bay nhanh chân lên. Bị điên rồi hả? Dừng tay. Bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Ta nói bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Khốn kiếp. Chết đi. Tao giết mày. Nè, thằng kia, thằng này đánh nhau hả? Bỏ vào xuống. Nghe không? Bỏ vào xuống. Mày sao rồi? Xém chút nữa là tiêu đời rồi. Nhưng mà còn mày, còn sống. Sao mày lại chạy tới giúp cho tao vậy? Tôi không nghĩ là sẽ giúp anh đâu. Tôi xui nên ăn dao thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày. Chuyện nhỏ thôi anh Sửa. Tôi còn nhờ vả anh nhiều lắm. Tao rất thích tính trượng nghĩa của mày. Tao với mày kết làm anh em đi. Hay là mày chê tao?
chê. Phải gọi là hãnh diện mới đúng, được làm anh em với anh. Nếu vậy từ bây giờ mày và tao sẽ trở thành anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. À, tao vẫn còn chưa biết tên của mày nữa. Sunan. Tốt, cái tên rất mạnh mẽ. Từ bây giờ nếu mày có chuyện gì, cứ nói thẳng tên tao ra. Dù không có người sợ, thì cũng có người kiêng nể. Ngoài cái thằng điên mắc cận kia ra. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây nè. Đây. Chơi vậy mới đã chứ. Chạy đây. Nhanh bắn đi, nhiệt tình vô. Bên đây. Ăn gà đi. Anh ăn chung với em đi. Hơi, mày đừng ngại, cứ ăn nhiều vô. Dù cho tao đang ở trong đây, nhưng muốn ăn gì thì cứ kêu gửi vô thôi. Nhưng cơ hội được ngồi ăn với anh em kết nghĩa lâu lâu mới có. Sao anh lại nói như vậy chứ? Không lâu nữa anh được ra rồi. Tao dính án cướp của, không được thả ra sớm đâu. Dù tao có chủ động nhận tội thì án cũng còn lâu lắm. Tao đâu có được may mắn giống như mày, vận chuyển tới nhiêu đó hàng lại được quỷ án vì mất vật chứng. Kiếp trước mày tích phúc đức kiểu gì vậy? Nè, uống đi. Cảm ơn anh nhiều. Ê, ra tù rồi á, mày nhớ đi tìm ba của tao nha. Tao báo cho ổng biết rồi, ổng hứa nhận mày vô làm đó. Thật sao anh? Cảm ơn anh nha. Ê, nhậu đi. Ờ, đây, xin mời. Đây. Sao rồi thằng em? Dạ chú kêu đi đón anh. Ở bên ngoài ăn mặc bảnh bao như vậy, mày cũng đẹp trai lắm chứ. Anh vẫn phong độ như cũ. Về nhà thôi anh. Đi. Lên xe. Thank you.
súng kìa, lại đây. Chạy bên đây. Tiền đó. Im miệng. Em vô tội. Cầm miệng. Nếu muốn toàn mạng, nói với cảnh sát không có ai. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ dạ. À, chào anh, có thấy tên cướp chạy ngang qua đây không? Dạ không thấy. Ok, cảm ơn nhiều. Hướng kia. Đi vô đi. Bình tĩnh đi anh. Khôn hồn đừng để nó lên tiếng. Vô trong. Vô trong đi. Con ơi ngoan. Nằm xuống. Đi, đi. Đừng khóc mà con. Dạ dạ dạ, nằm liền. Đừng khóc mà con. Đừng khóc mà con. Nằm đi, miệng đi. Con nít nó sợ thì nó khóc thôi. Tao kêu mày cứ im miệng đi nghe không? Nè anh, mau lên chạy trốn đi. Nên đi con, nên đi con. Đi mau lên. Đừng. Không được đâu. Nè. Con. Mày đang làm gì vậy Sunan? Đến đi mà, đến đi con. Đừng có khóc nữa. Con nít vô tội mà. Thả nó ra. Đến đi mà con. Dám xem trọng người khác hơn tao sao? Không phải. Anh lo chạy trốn mau đi. Nó là lớn như vậy sẽ làm cho mình bị lộ. Coi như là tôi năn nỉ anh mà. Khủng khiếp. Chủ, Sunan tới rồi. Không cần. Có chuyện gì thưa ông? Đã đến lúc cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy rồi đó, Sunan. Mang vô bên trong đi. Cẩn thận đó. Chào chú Côn. Làm tiếp đi. Anh à, chú Côn tới rồi. Dạ chú Côn mới tới. Sao rồi? Ổn thỏa hết chưa? Đã tới đâu rồi hả? Dạ gần xong rồi.
Chỉ còn một chút, chúng tôi đang gấp rút hoàn thành cho xong. Rất tốt, nhanh tay một chút, coi chừng trễ tàu. Dạ. Ông Tony, sao mình tới nhà kho của chú Côn vậy? Ê, ông Tony tới, phát đồ miễn phí đây. Nè, khoan. Hả? Bỏ lên. Hả? Chuyện gì vậy? Bên kia kìa. Tony, mày cả gan dám phản bội tao, đồ bất nhân. Đừng nói nặng lời như vậy chứ chú Côn. Phải nói sống sau xô sống trước, tre già măng mọc. Mày đúng là xấu xa hơn tao tưởng tượng nhiều. Chú Côn chính là người dạy tôi mà. Chính chú là người đã đổi hướng đường đời của tôi từ cảnh sát thành ăn cướp. Chú còn dạy cho tôi cách sống sót trên con đường mới này. Nhưng xin lỗi chú, thời gian của chú gần hết rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sunon, Sunon, đây chính là cách chứng minh rõ ràng nhất cậu có thật lòng muốn đi theo tôi hay không. Khử chú Côn đi. Thử xong thì cậu mới được ở lại với tôi. Và tôi hứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nếu không thì cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chết cùng với chú Côn.
cậu hãy bắn tôi đi. Thà chết dưới tay cậu còn hơn phải chết dưới tay thằng khốn đó. Bắn đi. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi. Giống như cậu phản bội thằng Sữa vậy. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi. Giống như cậu phản bội thằng Sữa vậy. Mau bắn đi. Hãy mau bắn đi. Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, cậu là người được lựa chọn kỹ để truy bắt Tony. Nếu như không có cậu, cũng không có tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi thấy chú Côn giờ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng đến lúc nên giải nghệ để sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ bên cạnh con cháu. Tôi cũng đang nghĩ giống như cậu vậy. Chú có nghĩ sẽ ra nước ngoài sống không? Chọn một đất nước nào đó mình thích mà sống, cùng con cháu hưởng thụ tuổi già.
không cần phải lo lắng sẽ có người tìm mình để tính sổ. Sống như vậy sẽ an tâm. Sunon, từ giờ tôi công nhận cậu là người của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Kể từ giờ anh hãy cứ tin tôi. Nhiệm vụ bí mật này có tên gọi là chuyên án sâu. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường, rồi tạo thân thế giả để nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Có vấn đề gì sao? Nếu muốn có vấn đề, cứ việc chống đối xem. Vậy nếu như tôi muốn có, đưa tiền trước đi. Ê, đứng lại. Nè, đứng lại. Giơ tay lên. Con trai của tên Côn, hiện giờ hắn đang ở trong tù. Tôi sẽ đưa cậu vào trong đó để tiếp cận hắn. Cậu phải tìm mọi cách để trở thành đàn em của hắn, vì đó là cách duy nhất để cậu có cơ hội tiếp cận tên Côn. Bà muốn mày trở thành người tốt. Mày coi mày thành ra cái gì đây? Tại sao mày lại như vậy? Tại sao mày lại như vậy? Mày đánh con nữa mà. Mày là thằng con bất hiếu mà. Mày không phải là con của tao.
Mới thấy tôi mà đã muốn khóc rồi sao? Nè, lần trước anh hành tôi hơi bị quá đáng rồi đó. Lần này tôi phải tính sổ với anh mới được. Cô muốn bắt tôi lắm chứ gì? Bắt đi. Bắt đi. Anh không cần phải thách thức tôi. Tôi có đủ chứng cứ. Tôi nhất định bắt anh liền đó. Chứng cứ hả? Điên rồi hả? Lần này lại dám xâm phạm tôi nữa. Tôi mới tát có một cái thôi, mắc gì mà anh khóc vậy? Buông tôi ra coi. Mẹ tôi mất rồi. Mẹ tôi mất rồi. Mẹ tôi mất rồi. Từ từ. Từ từ. Ê, cẩn thận đó. Đã ngủ rồi mà còn tranh thủ đụng chạm người ta nữa. Nếu bây giờ tôi làm gì anh thì người ta lại nói là tôi ức hiếp người thân cô, thế cô yếu đuối. Ngủ thật rồi. Hay là bây giờ mình đi khám xét nhà ta? Ôi trời.
Mình đã nói nuôi loại dễ nhất rồi mà, nuôi ốm nhất à. Alo. Có phải là điện thoại của Sunan không? Dạ phải. Vậy cho tôi gặp Sunan đi. Anh ấy uống say nên ngủ rồi. Vậy thì cô nói lại với Sunan, nếu tới lễ quả thiêu của mẹ, chỉ cần đứng ở ngoài đừng vào mắt con ba lại thấy. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dữ vậy, lỡ tôi bị vô sinh thì sao đây? Thì tốt chứ sao, để dòng máu xấu xa nhanh, khỏi truyền cho đời sau nữa. Tôi sẽ đãi anh ăn cơm nha, coi như tôi xin lỗi vì làm em nó đau. Xin lỗi đủ rồi, không cần đãi đâu. Thích nuôi cá nữa hả? Thích cá nhưng mà không nuôi. Phim được dịch không có thời gian tại Phim TV. Giờ anh đang buồn lắm chứ gì? Mày đang nghĩ cái gì vậy hả cha ba? Nên nhớ mình là cảnh sát, mình không thể nào yêu cướp được.
Gọi điện, nó có thể đến lễ quả thiêu của mẹ anh, nhưng đừng vào bên trong lễ đường. Lần này tôi tạm tha cho anh, vì anh đang có chuyện buồn mẹ mất. Lần sau gặp lại, tôi đòi cả gốc lẫn lãi. Đừng trách tôi không báo trước. Đại tá. Xin chào ông Tony. Mọi thứ ổn chứ? Hàng đã sẵn sàng. Đây chính là ông Kim. Đây là đại tá Thompson. Tôi nghĩ chúng ta tiến hành giao hàng đi. Được thôi, không thành vấn đề. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mọi người chuẩn bị hành động. Hành động đi. Đi. Để đảm bảo an toàn, tôi xin phép kiểm tra một chút. Được, mời. Ông chủ à, bọn họ đang làm gì vậy? Chắc muốn dùng thiết bị reset để kiểm tra xem có bộ đàm hay máy quay lén hay không. Thank you.
Nè, không sao đâu. Anh Đấu, chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mày nói chuyện gì hả? Có chuyện gì? Ai biết đâu nè, mày giỡn trò hả? Lại giỡn trò? Giỡn trò hả? Ai giỡn trò? Mày giỡn trò hả? Bình tĩnh, chắc là có chuyện gì hiểu lầm thôi. Bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống. Ra coi chuyện gì. Dạ. Ê, ra coi đi. Dạ đại ca. Ra coi đi. Đừng mà biết. Nè Binh. Anh làm gì vậy? Đừng giỡn nữa. Mau trốn đi. Đừng quay lại chỗ tên Tony nữa. Anh Sunan, sao tự nhiên anh gọi ông chủ như vậy? Sau này tên Tony sẽ không tồn tại nữa. Hắn chết chắc.
Đừng nói anh là... Tao sẽ đếm từ 1 tới 3. Mày mà không đi tao bắn chết mày. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hai. Tao không có dẫn chơi đâu. Đi. Rồng rách. Là tay súng bắn tỉa hả? Dạ đúng vậy, chính là kẻ đã bắn đại quý sẵn. Em mau đi đi, chỗ này cứ để cho tôi. Anh phải cẩn trọng đó. Monty, dắt. Dạ. Theo cả đàn ông. Cho ba đi với tôi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Đi. Yeah.
Cha ba có chứ? Người của mình, người của mình. Bỏ xuống, bỏ lên, mau. Bỏ lên. Anh Sĩ!
Tony, phải mau đuổi theo hắn mới được, mau kết thúc thôi. Tới rồi hả Sunan? Khử nó. Nếu mày bắn tao, tôi đi chết chắc. Sunan, cuối cùng thì mày cũng chịu bộc lộ thân phận rồi. Tao chờ ngày này đã lâu rồi, cái ngày mà tao có thể giết chết mày. Sao lại nói chuyện không tôn trọng nhau như vậy hả Sunan? Nếu như mày bắn tao, không chỉ một mình mày biến thành tổ ong, kể cả con nhỏ cảnh sát này nữa cũng sẽ phải chết theo tao. Bỏ súng xuống. Mày thả cảnh sát ra, tao sẽ bỏ súng xuống. Thả ngươi. Thả nó đi. Cô đã đi đâu vậy? Giết nó. Kế hoạch B. Dạ ông chủ. Ông
Tao muốn giết mày từ lâu lắm rồi, Sunan. Lần này ông chết chắc rồi. À, anh làm cái cô đứng gì yên đi. Đội trưởng, anh bảo đi trước đi, tôi xử lý được mà. Đội trưởng, vậy giao cho cậu. Bỏ ra. Đứng yên, anh mau đi đi. Thả tôi ra. Anh đang làm cái gì vậy? Cô mau trốn đi. Anh có biết anh vừa mới nói cái gì không hả? Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn tìm mọi cách để cô được an toàn mà thôi. Hóa ra anh là tay trong của cảnh sát sao? Trả lời tôi, anh là tay trong đúng không? Tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Cô trốn đi trước đã. Không ai được trốn đi đâu hết. Cô mau trốn đi. Anh, tôi kêu cô trốn đi mà. Còn anh thì sao? Tôi là tay trong của cảnh sát. Trước giờ tôi toàn lừa cô. Cô mau đi đi. Đi. Thank you.
mà đi, đứng lại. Mày trốn không thoát đâu, Tony. Trừ khi mày mọc ra được đôi cánh, bay thẳng lên trời mà trốn. Nếu mày muốn bắt được tao, mày phải cố gắng hơn như vậy gấp ngàn lần. Nói cho mày biết, may mắn là tao có đôi cánh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đội trưởng, tôi... Mở cổng ra đi. Đây là Sunan, tay trong của chúng ta, thời gian qua trà trộn trong băng Bạch Kỳ Lân. Sunan,
Tôi sẽ làm thủ tục khôi phục thân phận cho cậu. Cảm ơn đội trưởng. Còn Tony thì... Dù chúng ta không thể bắt được tên Tony, nhưng chúng ta cũng đã lột được mặt nạ của hắn. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng nói chuyện với cấp trên. Cảm ơn sếp. Hân hạnh được gặp lại anh lần nữa trong cương vị cảnh sát. Lần trước ở công viên vụ tôi đuổi theo muốn ná thở luôn. Cô sao vậy? Thất vọng hả? Không có. Coi như trực giác của tôi vẫn còn tốt. Trực giác? Trực giác gì? Thì trực giác mách bảo tôi là anh không phải hạng người xấu sao? Tôi sẽ không báo cáo chuyện lúc nãy anh cố tình thả cô gái đó đi. Coi như trả ơn anh đã cứu mạng tôi. Giờ thì hai chúng ta không ai nợ ai. Vậy cũng tốt. Cảm ơn nha. Trung sĩ. Thiếu quý. Thì thiếu quý. Cảm ơn thiếu quý, cha ba.